Rồi mình chào tất cả các bạn trở lại kênh Cuộc Sống Thôn Quê Miền Tây nha. Hôm nay mình đi coi con xe ben bánh xích này đang bị mắc lầy lọt dưới cái hầm các bạn. Nửa bánh trên bờ, nửa bánh dưới hầm các bạn. Đây mình quay cận cảnh cho các bạn. Xe chở đất lấp cái hầm này các bạn. Như chạy lắng xuống rồi sụp cái bánh xuống ha. Hầm các bạn bị lầy quá lầy luôn rồi. Đang nằm đây hết lên luôn. Bạn thấy quá trời lúng luôn, nghiêng cái xe luôn. Nó lắp cái hầm này các bạn. Quá trời lúng. Giờ này gô bè kéo mới lên chứ. Để hồi thử cái bánh cái máy xe ben chạy vô kéo lên thử lên không các bạn. Này xe ben chắc kéo lên mà. Quá trời đấy. Chó kìa. Này cái lề mà chạy lụp đây. Xe hey. xe á. Nó trơn nè, nó xe chứ. Tài xế đem dây xích vô để hồi xe ben kéo. Ở này cũng đỡ. Bây giờ móc móc sình chắc ra. lên á, biết sao kéo tới miếng Nó kéo sao trơn nó á. xề cái nó luôn. Cái mặt này xe cuốc lên kéo á. Cái không lên thì xe cuốc lên nó múc nó lên chứ đường nào giờ nữa hơn nữa con với đìa rồi. Giờ lấy len vít sình này bỏ. Không được, không được. Hả? Vít sao nổi. Chích cái đầu nè. Không được, ve luôn. Ve nó tới chấm rồi. Cái thường tắm còn không chỉ coi có xe kia đầu kia kéo lại ngược lại chứ kéo lên là nó xề cần kia quạt cái đầu nó luôn đó cái miệng đìa mà. Ừ. Xe này gặp nạn hoài. Lộn mà chơi vậy. Chưa cũng có hồn. Bánh xích này dơ trơn cái lắm, chạy cặp 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 má ở trơn chứ. Cái đĩa nó xề xuống. Nó xề. Tại rồi cái cái múc cái đất ngay cái máy đĩa mà múc đất cứng để cái bên tưởng nó là đất liền. Đất liền nhào tránh hai chiếc xe tránh nhau ăn đi qua đường á. Xuống là lụm. Chặt cứng này mà hai xe mà tránh. Đó, các bạn xem video các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ mình các bạn. Đó. Nửa con trên nửa con dưới đèn các bạn. Quay sát lại à, mình làm clip này đi hồi cái xe ben ngoài kia sửa xong cái mình quay cho các bạn thấy cảnh kéo con xe này lên nữa các bạn. Lắp cái hầm nè, dữ lắm sâu.
Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Giờ cái xe ben này chạy xuống cho cái xe cuốc bỏ lên dài gào cho con xe để kéo cái xe ben bị bắt lầy ngoái nha các bạn. Dài gào đất bỏ lên cho nó nặng. À, giờ bỏ lên xe ben dài cục rồi, xe ben này chạy ra dài gào rắc các bạn, rồi chạy ra kéo con xe mắc lầy ngoài. Rồi đang đúc rút xe vô là nó kéo. Ở đây xe còn xe đang mắc lại. Nó thấy thì xe mập lắm rồi. Ghê không cái bụng cảnh. Rồi, rồi tới. Đi, ông đè máy lên. Đè máy chạy lên tiếp. Không đè máy sao mà giờ lên nổi. Mồm chậm nha. Đó, giờ đang kéo các bạn, xe ben kéo cái xe đang mất lại. Rồi lên rồi, dễ quá mà. Rồi cạn nè. Hả? Tối giờ xịt có, hôm qua có không?